Ở trong video này thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà bạn có thể biết cái cách làm thế nào chúng ta có thể tạo ra được một cái trang Facebook fanpage. Tôi đã có rất nhiều những cái sai lầm và tôi không muốn bạn lặp lại những cái sai lầm của tôi. Và đây là chính là những điều bạn cần phải biết trước khi bạn sử dụng cái phương pháp này và thành công với nó. Hãy xem hết video này trước khi bạn đã tạo ra một cái trang Facebook fanpage. Và bây giờ, bước đầu tiên ấy, bạn là phải hãy lựa chọn cho mình một cái sản phẩm mà bạn cảm thấy thú vị và hãy nhớ rằng bạn phải hiểu biết về sản phẩm đó. Khi tôi chia sẻ cho các bạn những cái kiến thức về Clickbank ấy thì chắc chắn rằng tôi đã phải có những hiểu biết nhất định về cái lĩnh vực này và hiểu biết về nó thì tôi mới có thể chia sẻ cho các bạn được. Và những hiểu biết của tôi sẽ giúp các bạn giải quyết được những vấn đề của bạn. Có rất nhiều các học trò của tôi thì họ đã chọn lựa những cái sản phẩm Clickbank mà họ cảm thấy không thú vị hoặc là bạn họ không hiểu biết về những cái sản phẩm đó thì đây chính là một cái sai lầm đầu tiên. Thứ hai ấy, cái sản phẩm của bạn ấy thì nó phải có một cái tên hay còn gọi là header. Trước khi bạn lựa chọn một cái sản phẩm, bạn hãy nhớ rằng bạn cần phải làm cái điều đó. Các bạn hãy vào Google và gõ vào một cái từ khóa là tên sản phẩm cộng với từ review. Các bạn hãy xem trên top 10 tìm kiếm của Google liệu có trang nào có một cái tên như vậy và ở trên Facebook hay chưa. Nếu mà đã có một sản phẩm như vậy rồi thì bạn nên lựa chọn một sản phẩm khác. Còn nếu mà chưa có thì đã là thật là tuyệt vời, bạn có thể sử dụng cái sản phẩm đó. Cái trang Facebook của các bạn ấy, các bạn tạo ra, các bạn phải tạo ra với một cái tên chính xác là tên sản phẩm mà bạn đang thúc đẩy. Hãy nhớ rằng điều này, nó rất quan trọng khi mà mọi người đang tìm kiếm trên Google. Họ sẽ gõ vào cái dòng title đó, ok. Và tôi sẽ chia sẻ các bạn cái bước tiếp theo ấy, ở trong cái khóa học này. Cái phương pháp này nó rất là đơn giản. Và bây giờ các bạn hãy tới Facebook và tạo ra một cái trang Facebook fanpage. Các bạn có thể sử dụng cái bất kỳ cái tên nào, ví dụ như Digital Marketing hay là bất cứ cái tên nào bạn bạn mong muốn. Nếu bạn không biết tạo ra các cái trang Facebook như nào thì các bạn có thể lên YouTube hoặc Google và tìm hiểu cách tạo ra một trang Facebook như thế nào. Trong cái bài tiếp theo thì tôi sẽ dạy các bạn sử dụng cái trang fanpage này như thế nào. Nào bây giờ hãy nhớ rằng các bạn hãy tạo ra một trang fanpage